Ok, hello mọi người, chào mọi người đến kênh YouTube của mình. Rồi, chủ đề ngày hôm nay mình lại quay về con rồ chính cũng đang rất là hot trên thị trường hiện nay, đặc biệt là những cái đợt 11 tháng 1 vừa qua thì giá nó sale cực rẻ, thì máy nó chỉ còn tầm cỡ có 9 triệu 9 đến 9 triệu rưỡi nha. Nói chung thì con rồ giá sẽ giảm dần dần từ từ và sẽ rất là tốt. Ok, quay lại vấn đề chính ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn một cái bộ combo 2 pin và một cái đốc sạc 3 pin hàng Telesin. Ok, nhắc đến Telesin thì chắc mọi người nếu mà đã dùng Coro từ thời 5, 6, 7, 8 và 9 thì mọi người sẽ có nghe đến từ Telesin nhiều. Thì đó là một cái hãng của China chuyên và sản xuất những cái phụ kiện pin và những cái đốc sạc. Bản thân mình cũng đã dùng những cái phụ kiện của nó, ví dụ như là những cái hộp sạc pin F10 của Sony á, hoặc là những cái đốc sạc, những cái phụ kiện khác. Nói chung là hàng Telesin là một cái hàng rất là chất lượng, nó cũng là một cái đối tác của DJI, nên bạn cứ yên tâm vào cái khâu và chất lượng và sản phẩm của nó. Ok, quay lại trở về vấn đề chính. Rồi tiếp tục là mình sẽ giới thiệu mọi người, đây chính là cái bộ combo đó đây trên tay mình, đã gồm một cái đốc sạc, hai pin. Đây, một combo nói chung là siêu hot, mình đang rất là chạy bên chỗ mình đó. Thì combo này hàng new hết, pin thì mình sẽ bảo hành 3 tháng và đốc sạc mình sẽ bảo hành 1 tháng. Ok, Telesin. Thì cái pin Goro 9 này, cái dung lượng của nó là 1750 mAh thì nó sẽ có nhỉnh hơn pin hãng một tí, pin hãng là 1720. Tuy nhiên các bạn dùng vẫn chất lượng vẫn là như nhau nha, có nghĩa là mình cắm vào máy mình xài vẫn là bình thường, full tính năng, không bị ảnh hưởng gì cả. Và thực tế luôn, bản thân mình là một người bán hàng thì mình cũng tư vấn khách hàng những cái gì về thật và sản phẩm, chứ không có nói cường điệu hóa lên nói tốt về sản phẩm để người ta mua. Nói chung pin Telesin một cái pin ngon theo tiêu chí giá thành và chất lượng, có nghĩa một cái pin zin hạng bây giờ 5-600, trong khi pin này chỉ có 300 thôi thì nó sẽ trên giá cho 50%. Tuy nhiên đánh đổi lại thì nó sẽ hiệu năng của nó từ 80-90% so với pin zin đó, trong khoảng đó 80-90%, chứ không thể nào mà một cái pin này xài y hệt như pin zin được, đó thực tế không có bằng được. Nhiều khách hàng hỏi ủa anh ơi, pin này xài có như thế nào bằng pin zin không? Thực tế là mình trả lời thật luôn là nó chỉ bằng 80-90% thôi. Một cái giải pháp tiết kiệm, nghĩa là mình năm với mấy trăm ngàn mình mua hai pin, mình xài thì cho cái thời lượng thì sẽ lâu hơn, gần như là bằng 1.5 tiếng đến 2 tiếng so với pin zin khi mình quay 4K. Nói chung là một cái option tiết kiệm, giá thành rẻ và ngon. Ok, thì mình sẽ quay lại, mình sẽ khui cái hộp thử cho bạn thấy và nhớ như thế nào. Đây, đóng gói chung là rất là đẹp, nó là cái bọc nhựa như vậy trên tay mình. Đây, đây là cái kiểu dáng của nó, các bạn có thấy đó, mặt trước là có số 9 logo Telesin, mặt sau là các thông số, ở dưới này là cái chấu sạc để mình cắm vào máy. Đây, thì kích thước của nó như là pin zin luôn, nói chung là nó làm y hệt pin zin thôi, không khác gì hết á. Và kiểu dáng, kích thước nó chỉ khác nhau một tí mà cái design về màu sắc và cái logo thôi đó, bạn có thấy. Ok, trên tay mình đây. Thì hiện tại nói chung mình đã bán rất là nhiều rồi, khách hàng đều feedback và là xài rất là ổn, rất là ok. Khách hàng nào cũng khen, nói chung là tầm giá này một cái pin ngon vậy là quá hợp lý rồi. Ok, tiếp đến là cái bộ đốc sạc này. Thì đợt này Telesin nó chuyển qua cái đốc sạc kiểu này, kiểu là nạn đế chứ không phải là hộp nha. Những đợt trước là hộp nhưng bây giờ là đế thì nó sẽ gọn hơn. Ok, mình cũng sẽ khui luôn để cho mọi người thấy. Đợt này Telesin đóng gói rất là đẹp nha, sách hướng dẫn đồ, nói chung là làm nó sẽ nhìn nó chuyên nghiệp hơn so với hồi trước. Đây, thì đi kèm đó là một cái dây Type-C và một cái đốc sạc. Đây bạn có thấy. Đây, đốc sạc 5V mình có thể dùng chung với cục sạc điện thoại luôn. Đó, thì theo như thông số từ hãng thì sạc 3 pin trong vòng từ 2 đến 3 tiếng là sẽ đầy 3 pin cùng một lúc. Đó, bạn thấy, rất là gọn nha. Nó so với pin zin đó thì nó cỡ bằng 2 viên pin như vậy. Đó, kích thước rất là gọn luôn, mình có thể bỏ trong túi áo, trong quần, trong ba lô, không có chiếm diện tích nhiều. Em một cái size thì kiểu tiết kiệm cái không gian diện tích khi mình đi chơi đồ.
Đó, mình cắm vào đế. Đây. À, rất là gọn nha. Nói thì nó chỉ cỡ bằng cái hộp quẹt Zippo thôi, rất là gọn luôn đó. Mình đi chơi đồ mang đi theo rất là tiện, không có phải cồng kềnh. Ok, thì đó là cái combo mình giới thiệu ngày hôm nay, và chủ yếu là về cái kiểu dáng và nó và những cái chia sẻ của mình về cái pin để mọi người có thể biết được đánh giá những cảm nhận riêng. Ok, thì theo tiêu chí mọi người đều thích pin zin hoặc là pin chính hãng hay pin for như thế nào? Ok, đó là do mọi người lựa chọn tùy theo cái kinh tế của mỗi người và cái cách sử dụng sản phẩm. Thì mình chỉ recommend là nếu mọi người muốn một cái pin ngon mà giá thành tốt phù hợp thì Tenzin có lẽ là một cái lựa chọn rất là tốt nha. Ok, xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cái video clip hôm nay mình xin hết ở đây. Thì các bạn có nhu cầu cần tư vấn về sản phẩm phụ kiện thì cứ IP mình hoặc là nhắn trên YouTube và mình sẽ post clip lên YouTube. Bạn hãy comment hoặc là liên hệ với fanpage của mình. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Thank you.